đối với cha mẹ. Quý vị nghĩ nè, mình nói giờ cúng dường Tam Bảo là thù thắng nhất, cúng dường cho cha mẹ là thù thắng nhất. Vì Phật nói đạo Phật là đạo hiếu. Dù là cha mẹ mình bây giờ chưa có biết tu, chưa biết ăn chay chứ, nhưng mà cái tâm báo hiếu, cái tâm báo ơn, cái tâm phụng dưỡng của bổn phận làm con, mình cứ làm tròn bổn phận mình đi. Tại vì cha mẹ mình chưa đủ duyên tu thì mình cứ bồi duyên cho cha mẹ là từ cái tâm hiếu của mình. Chứ mình đừng có nghĩ rằng giờ cha mẹ chưa biết tu cái gì cũng cúng dường Tam Bảo hết, cái gì cũng cúng dường cho thầy, cái gì cũng cúng dường Tam Bảo mới thù thắng. Vậy thì cha mẹ mình ghét ông thầy, thì cha mẹ mình nói rằng tao sanh nó, tao nuôi nó khôn lớn, mà cái gì nó cũng biết ông thầy đó thôi, tao ghét ông thầy đó. Sao ông thầy độ cha mẹ mình được? Còn bây giờ quý vị mà làm gì thì cha mẹ vì nói ông thầy này ông dạy được á, hồi đó nó keo còn hơn, nó cho tiền tao có 50 ngàn, bây giờ nó cho tao 200 ngàn luôn. Thấy không? Nhờ ông thầy dạy, tao phái ông thầy này mà dẫn tao lỡ gặp ông thầy chơi, ông thầy mới độ ổng. Nó quý vị thấy không, mình độ không được mình qua trung gian người khác để độ, mình độ không được mình qua trung gian người khác để độ. Cái tâm đó đó thì cái tâm mình mới lớn. Chứ mình đừng có nghĩ rằng một đời độ người được, Phật Bồ Tát độ chúng sanh vô lượng kiếp, phàm phu mà muốn độ một đời khó lắm quý vị ơi. Nên bản thân mỗi người chúng ta, mình phải biết tùy duyên. Nhưng mà cái duyên của bản thân mình mới quyết định. Còn đối với người thì tùy duyên, đối với mình thì quyết định. Mình thì cố gắng được mà, mình biết mình là mình cố gắng được nè. Vậy thì quý vị thấy không, mình tu tập mà mình hiểu nguyên lý này, vì thấy tự tại ghê không. Đối với người thì tùy duyên, đối với mình quyết định. Tại vì cái duyên người ta đi chừng nào ai biết được, còn duyên mình đi thì sao mình sẽ quyết định. Nên bản thân mình cố gắng, mình cố gắng để người ta đi theo mình, đúng không? Đó. Nên nhớ nè, có thể tu tập đời này mà bản thân chúng ta báo ơn cho cha mẹ, báo ơn cho thầy được là pháp môn niệm Phật. Còn nếu không mà chịu thua, tụng kinh Du Lan đi, vài bữa tụng kinh Du Lan nè, 3 ngày Du Lan có tụng nè. Thế vì tụng kinh Du Lan đi rồi vị sẽ biết nè. Nhiều người chúng ta tụng lên kinh Du Lan là mình rơi nước mắt nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành. Nhưng mà chỉ có rơi nước mắt không chứa đủ. Bây giờ mình rơi nước mắt không, nó làm khổ thêm mới làm gì. Nên bản thân chúng ta phải làm sao nè để mà báo ơn cho thầy, báo ơn cho cha mẹ, là chính bản thân mình phải tu tập. Mình nhận thức lời kinh để bản thân mình tu tập cho tốt. Cái việc này nó mới đặc biệt. Cho nên 3 ngày Du Lan 17, 18, 19 nên chúng ta sắp xếp, tại vì nó cũng nghỉ lễ luôn rồi. 4 ngày mà mình tổ chức 3 ngày rồi, lễ nghỉ mà. 1 tây tháng 9, 2 tây tháng 9, 3 tây tháng 9, 3 ngày. Nên nhà Đức chọn 3 ngày nghỉ lễ để tổ chức Du Lan cho vị này. Như bữa nay đồ nhiều chùa người ta đã tổ chức Du Lan nè. Bữa nay trên chùa Quan Âm tổ chức Du Lan. Đó. Nên có nhiều chùa bắt đầu là chủ nhật đồ là người ta tổ chức Du Lan. Nên mình thì 3 ngày liên tục, như Đức chọn 3 ngày lễ cho quý vị. Còn Trung Thu tháng 8 là ngay ngày 16 tháng 8 âm lịch, là ngay thứ bảy. 15 là ngày thứ 6 thì nó bất tiện cho các cháu. Mình lấy ngay ngày 16 là thứ bảy, 16 tháng 8 âm lịch là 3 chùa tổ chức một ngày. 3 chùa chúng ta tổ chức một ngày. Bên chùa mới thì có cha mẹ con cháu cứ qua bên chùa mới. Đại Tùng Lâm có cha mẹ con cháu qua Đại Tùng Lâm. Bên hộ pháp thì chắc chắn là lớp đạo làm con bên đây phải đông rồi, là chắc chắn rồi. Đa phần ta về đây hết là nhiều á. Nhưng bên kia thì cũng không ít đâu. Bên kia cái giá chót nó cũng là tầm hơn ngàn là giá chót. Nên là khoảng cỡ 5:30 là bắt đầu là chúng ta vô chương trình. Trung Thu á là 3 chùa Iran thời gian. Những đức đều có một bài giảng, 2 chùa bên kia cũng Iran gì. Tới giờ là bật bài giảng lên, rồi mấy anh em sắp xếp tổ chức, 2 chùa bên kia cũng như vậy. Bên đây cũng vậy luôn Iran. Rồi khi nhà Đức nói chuyện xong hết trơn,
một số chương trình này kia, hát vài bản gì đó, rồi bắt đầu là chúng ta rước đèn chung thu từ ông bà cha mẹ con cháu quay quần bên nhau rước đèn chung thu, rồi xong ăn bánh chung thu. Vì thấy không, cái cơ hội có một cái ngôi chùa mà họ tổ chức cho mình từ tu tập cho tới nhân sinh, cuộc sống, hạnh phúc gia đình, mọi mặt hết trơn rồi còn gì đó. Nghe không? Đó nên á, chùa mình nó nói chứ cái thời gian cái tính suốt à. Tính suốt rồi quý vị. Nó lay quay là tính suốt chương trình, những cái đầu nhà Đức tính suốt luôn. Suốt luôn. Nên những Đức á, chuyên niệm Phật mà cũng chuyên ăn cơm. Những Đức chỉ ăn cơm không quý vị. Những Đức không có muốn ăn cái món gì khác hết. Chỉ ăn cơm không. Nhưng mà quý vị muốn cho những Đức cái gì thì cứ cho người sau hưởng sấy. Hiểu không? Nó, tôi không ăn bánh kem nhưng mà cứ mua bánh kem cho tôi đi. Mấy cô ăn, mấy cô nó cảm thấy nó vui vì có thầy mà mình được gì. Hiểu không? Mà nhờ có mấy cô nó mới phụ trợ mình, giờ này nó nấu ăn tùm lum tùm la, những đứa mới ngồi đây yên mà giảng pháp. Hiểu không? Nên mấy cô thấy có cái gì mà phụ nữ mà thích đẹp đẹp dễ thương, gái, tôi cũng là con gái chứ không lẽ tu nó là con gì, thì dù cạo đầu cũng là con gái. Thì đã là con gái thì phải có những cái thích, thích như là những cái mà quý vị là nữ yêu thích. Nghe không? Cái gì mà cảm thấy đẹp người nữ thích thì họ cũng thích 100% luôn. Những món quà tí ti họ cũng thích nữa. Ngộ chứ đừng có nói tờ mấy sư cô đi tu rồi chắc không có thích. Quý vị áp đặt họ giết họ cũng cứng ngắc cứng còng, cái tâm trí của họ nặng nề luôn. Nên tại sao chùa mình nó sống động gì? Tại vì mình biết cái tâm tính người ta. Quý vị biết Phật đều hiểu tâm tính chúng sinh hết chứ. Nhưng do con người phát triển kinh giáo của Phật mà không đi sâu vào căn tính thôi. Chứ Phật là bậc thông suốt mà. Nên Phật là bậc thông suốt nên Ngài mới nói rằng là thờ của Ngài thì là trì giới thành tựu, 1000 năm sau thiền định thành tựu, thờ mạt pháp để niệm Phật thành tựu. Rõ ràng không? Mà cái pháp niệm Phật này là cái pháp sống động. Cái thế giới cực lạc lại là một cái thế giới mà cung cực an lạc. Sự đãi ngộ của Phật A Di Đà lại tốt đẹp. Sự hưởng thụ của Tây Phương cực lạc thì cực kỳ tuyệt vời. Vì nghĩ đi, nội mà chỗ này vì nghĩ ra vì sao thấy liền liền à. Thế giới cực lạc đãi ngộ tốt gì? Có nghĩa là cái người trong thời mạt pháp này họ thích được đãi ngộ tốt. Căn tính của họ hoàn toàn khác thờ chánh pháp, thờ tượng pháp. Cái căn tính chúng ta thờ mạt pháp đều thích sự đãi ngộ tốt. Xin thưa quý vị, thờ chánh pháp, tượng pháp, ai thờ nào cũng thích đãi ngộ tốt. Chắc chắn quý vị luôn. Ai tu học, ai cũng muốn sự an vui, ai cũng muốn cái bình an, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn tốt đẹp, ai cũng muốn ăn ngon, ai cũng muốn ngủ yên, ai cũng muốn đồ đẹp, ai cũng thích cái này hết. Hiểu không? Tại sao mình chọn Tây Phương cực lạc mình gì? Vì sự đãi ngộ quá tốt mình mới về cực lạc. Thí dụ như có những người ta nói rằng nếu như quý vị nghĩ vậy là không về cực lạc, tôi có cái nghĩ đó tôi mới cố gắng về cực lạc, rồi tôi mới khuyên người ta cùng về cực lạc với tôi. Chứ nếu như không nói sự đãi ngộ của cực lạc tốt vậy thì người ta về cực lạc làm gì? Đúng không? Đó. Ví dụ bây giờ có những người nói rằng bây giờ ông phải vì người mà niệm Phật giảng sanh, trước nhất tôi phải về cực lạc, trước tôi mới về người được. Bị công nhận không? Bây giờ thí dụ như chúng ta muốn qua bên Mỹ, mình chưa qua bên Mỹ làm sao mình đưa người ta qua Mỹ được? Quý vị qua Mỹ rồi, quý vị mới là có tiền bạc, quý vị mới đăng ký cho người thân, bảo lãnh cho người thân mình qua Mỹ. Quý vị không qua Mỹ sao bị qua Mỹ rước người ta? Bây giờ mình nói cực lạc quá trời mà mình không về cực lạc, mà mình nói vì người ta mà tôi về cực lạc. Cái gì người ta này chưa đủ bản lãnh để phát tâm. Mình đi về cực lạc, mình nương vào bổ nguyện của Phật, mình mới có khả năng vì người ta. Công nhận không?
Giống như bây giờ quý vị vô đây bị vui còn hơn cái gì nè. Hiểu không? Thì quý vị mới đi mạnh mẽ rủ người ta đi đến đây tu. Hiểu không? Sao mà nghe ông thầy giảng kết quá. Rồi lúc đó quý vị mới rủ mạnh dạn người ta đi tu. Còn quý vị chưa đi về đây tu, quý vị có rủ cũng không có hồn. Đâu có cảm giác mạnh dạn rủ đâu. Sợ rủ về bể xô thì sao? Hiểu chưa? Đó, cái đó là cái xác thực vô cùng. Nghe dễ hiểu không? Hiểu không? Vậy thì bản thân chúng ta tu học là bản thân chúng ta tốt. Gia đình chúng ta tu học là gia đình chúng ta tốt. Sống phải làm sao phong phú trong cái cuộc đời này mới độ sanh được. Dù là gia đình tu, phải sống phong phú. Hiểu không? Gia đình này đi tu, nhưng mà lâu lâu đám cưới, đám tiệc gì, chồng phải bận áo bỏ vô thùng, đồ vét, đồ đàng hoàng. Vợ cũng phải trang điểm đi đám cưới đàng hoàng cho đẹp. Để làm chi phải không? Để cho người xã hội, người chòm sớm thấy. Nó đi tu nhưng khi đám cưới nó cũng không thua ai. Chứ làm sao? Nếu không thì người ta nói mình đi tu nó quê mùa dốt nát. À, xã hội ai tiếp nhận quý vị? Thấy không? Rồi vợ chồng mình phải càng hạnh phúc. Còn có điều kiện đổi chiếc xe xịn xịn đi. Nếu không cái người xã hội phát triển này nó nói mình tu giết mình ngu, mình không biết hưởng thụ cái cuộc đời này. Tôi còn muốn hưởng thụ cả cực lạc kìa, chứ đừng nói cái thế gian này. Đúng không? Của thế gian này còn nói gì nặng nề nữa. Của thiên trả địa, có xài cái gì cũng để lại cho thế gian. Cuối cùng cái thăng này cũng gỡ lại cho đất nước gió lửa. Có cái gì cầm theo đâu mà không dùng. Dùng được thì cứ dùng. Hiểu chưa? Đừng lạm dụng thôi à. Thì đừng bao giờ mà có rồi nặng nề tình chấp thì bị gán chịu. Có nhưng mà sử dụng bằng một cách mà mở rộng ra. Làm sao mà quý vị sử dụng mà quý vị có cái tâm giải thoát. Mà quý vị thấy rằng cuộc đời này, sự đãi ngộ này mình có được, nhưng mà nó vẫn là hữu hạn. Nên chúng ta bây giờ muốn quyết chí đi về cực lạc nè, vô lượng nè. Đúng không? Còn mỗi ngày cái cõi này mình tiêu cực quá, cái gì cũng áp đặt mình. Hồi tu rồi mà, tu rồi mà không dám ăn, tu rồi mà không dám mặc đồ đẹp, cái gì cũng không dám. Nhưng mà cái tâm mình, lỡ mà mình cho người ta không, mà lỡ người ta đối đãi ngược lại với mình, ta chửi mình gì cái mình tức lên, mình nói tôi cực khổ, tôi vì mấy người tôi cúng dường mà không lo tu, bây giờ tôi tức quá. Quý vị thấy tự hại mình không? Nên ít gì quý vị cũng phải có 50 sống xài thoải mái, để bản thân quý vị cúng 50 thì bản thân quý vị cũng được hưởng, người ta cũng hưởng. Đúng chưa? Này là nó quá đặc biệt rồi. Chứ đâu phải nó lấy khổ làm thầy là bắt quý vị phải khổ. Nếu tu mà càng khổ, trong thời cuộc này ai tu thưa quý vị? Nếu như đi vô chùa này mà đồng hũ cũng có ăn, gạo cũng có nấu đi xin người ta để cầu sanh cực lạc. Nó thôi tôi ở nhà. Phật tử nó thôi con không dám đến chùa này đâu thầy. Con mà đi đến chùa này đầu tiên là thầy nói hết gạo, đầu tiên thầy nói hết tiền. Quý vị nãy giờ có nghe gì Đức nói câu hết này không? Hiểu chưa? Nó nên là Phật tử khắp nơi nơi mà thấy những Đức mà tặng gạo cho quý Phật tử thì quý vị biết đây là cách độ sanh. Để mình đánh cái tiếng trống dõng dạc lên cho mọi người thấy rằng chùa đông người như vậy mà vẫn dư gạo thì ta mới niệm Phật. Hiểu không? Nên Phật tử phải đem gạo gì đây nhiều nhiều. Vì sao? Vì cái vai trò này tôi làm được. Để cho tôi làm thì tôi làm được, thì để tôi làm đi. Còn quý vị không làm được thì để cho những đức làm, miễn độ sanh được rồi thôi. Đúng không quý vị? Đó. Nên á, Phật tử ở chùa chúng ta người ta không thiếu một miếng gạo. Người ta thừa mua và cúng cho chùa. Nhưng mà người ta thích trong chùa tặng người ta đó được không? À, thích lọc chùa đó được không? Nó, nên khi đưa cho người ta một bao gạo nho nhỏ, người ta ôm vô trong lòng người ta. Vì đây là của Tam Bảo, người ta quý đó. Quý của Tam Bảo chứ không phải là tôi thiếu. Đúng không? Cái phải nhớ kỹ cái vấn đề mình đi cho từ thiện và cái vấn đề mà mình tặng cho Phật tử cái quà hoàn toàn khác.
Phải phân tích rất rõ ràng. Phật tử trong chùa người ta còn đi cúng dường nữa mà ai mà đi nghĩ cái chuyện cái đồ ăn thức uống trong chùa. Nhưng mà người ta thích cái của Tam Bảo, để cho gia đình người ta được dùng cái của Tam Bảo để mà tu, đúng không quý vị? Đó, cái này rất là rõ ràng, phân tích thiệt là kỹ đó nghe, để mà cho mỗi một người khi thấy cái chương trình này cái ai cũng hiểu hết chứ. Chứ mà nói ủa Phật tử chùa Hộ Pháp sao nghèo dữ vậy ta, làm gì có chuyện này. Những đức nói rằng nếu Phật tử mà nghèo thì ông thầy cũng đói. Vì nghĩ đi. Ông thầy mà đói thì Phật tử cũng nghèo. Vì cái khóa tu này nó không đạt, nên ông thầy đói Phật tử làm sao có cửa vào. Hiểu quý vị? Từ nơi đó ông thầy mà đầy đủ mập thì Phật tử ít gì cũng mập theo. Đó. À mày thấy chưa? Đúng là cái pháp tu niệm Phật là pháp số 1. Quý vị cứ nghĩ đi, mình tán thán cái pháp của Phật mà. Thí dụ như bây giờ Nhân Đức đưa ra 84.000 pháp môn tu. Bây giờ trong 84.000 pháp môn đó, chỉ cần thời cuộc nào chọn cái pháp nào thì cũng là pháp của Nhân Đức đưa ra. Thí dụ Nhân Đức là người đưa ra 84.000 pháp môn, lại đưa ra một pháp tu đó mà mọi người ai cũng tiếp nhận được, thì Nhân Đức sẽ không bao giờ trách cái người đưa ra cái pháp đó mà lại đưa pháp kia ra sau lưng. Tại vì chỉ cần người ta chịu tu pháp đó để giải thoát. Hiểu quý vị? Phật không bao giờ trách quý vị. Nhưng chỉ có một điều quý vị có tội lỗi là quý vị phê phán pháp khác, chê bai pháp khác, quý vị có tội. Vì pháp của Phật toàn là pháp giải thoát. Giống như Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn thì giống như 84.000 cục đá, mà mỗi một cục đá nó có sức nặng cân khác nhau. Nhưng mà theo cái căn tính của thời gian, quý vị giác nổi cái cục đá trong thời chánh pháp thì Phật cho quý vị cục đá đó. Giác cục đá trong thời tượng pháp thì Phật cho quý vị cục đá đó. Còn giác nổi cục đá trong thời mạt pháp thì Phật đưa cục đá này. Tùy sức mà giác. Nên quý vị phải nói rõ ra là hai cục đá kia mình giác không nổi, nên con giác cục đá trong thời mạt pháp là A-di-đà Phật. Chứ mình đâu có dám phê phán các pháp khác đâu. Mình toàn là tán thán pháp của Phật mà, đâu phải là nói pháp của mình. Vì từ xưa giờ quý vị nghe những đức chia sẻ Phật pháp, có bao giờ những đức nói cái pháp tu của những đức không? Không có. Toàn là những đức nói từng người ta mà lụm lặt rồi phát triển cái pháp tu những đức là người thấy hay mà đem về phát triển. Chứ bản thân những đức cũng không có nói rằng là chính mình là người mà gọi là làm ra cái pháp này, đâu có đâu. Có bao giờ mình nói chuyện gì đâu quý vị. Nó, mà trên nữa là từ Đức Phật, rồi từ từ tới chư tổ sư, rồi mới truyền xuống tới chúng ta. Chúng ta là người tiếp nhận cái pháp này. Nha quý vị. Nên cái pháp niệm Phật hay dữ lắm, đặc biệt lắm. Quý vị nhớ là gặp tịnh độ phải siêng niệm Phật. Trở về phải niệm Phật, rồi phải gầy dựng tính tâm tính nguyện cả đời niệm Phật. Rồi mình bám chắc câu Phật hiệu, rồi mình phát nguyện sanh cực lạc. Nhớ nghe, nhớ niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc, chỉ qua cái cầu cực lạc thôi. Những đức nói cái cuộc đời này quý vị mà chỉ cần niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tất cả những việc trong cuộc đời quý vị tự nhiên sẽ tốt, dù không cần cầu. Không cần cầu, chỉ có đúng cầu sanh cực lạc thôi. Tại vì cái quốc độ cực lạc quá có phước, nên chỉ cần mình cầu sanh cực lạc thì nó trang trải hết cho cái việc của cuộc đời của mình không tệ. Nhớ nghe, đừng bao giờ chuyển qua cầu cái khác, mà hãy cầu sanh cực lạc thôi. Vậy thì đặc biệt tuyệt vời vô cùng. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày chỉ chúng ta thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu.
mà Ngài là vị thầy sáng đạo, chỉ điểm rất rõ ràng. Nên mình niệm Phật để báo ơn Thầy. Một đời này chúng ta có thể tu được thành tựu, mà như trong kinh Du Lan quý vị tụng đọc rõ ràng, không có cách nào báo ơn cho cha mẹ được. Dù giờ làm cái gì cũng không báo ơn được. Giờ cõng cha cõng mẹ đi giáp hòn núi tu di, hay là mình treo mình lên mình làm đèn vô lượng kiếp cũng không được. Nghĩa là nêu là những cái việc mà khả năng chúng ta không có làm được, mà dù có làm được cũng không báo hiếu được. Như vậy thì tất cả những người sống trong cuộc đời này không ai báo hiếu cho cha mẹ được hết. Vì thì làm sao mà báo hiếu cho cha mẹ được? Đời này quý vị giảng sanh mới báo hiếu được, chắc chắn. Nên trong nhà Phật có câu là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát, Ngài thành đạo, nên là Đại Hiếu mà. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Vì thì mỗi một người làm con mà chúng ta báo ơn Thầy, báo hiếu cho cha mẹ được là ngay chỗ chúng ta tu mà một đời này có thể giải thoát. Nhớ nha. Mà cái pháp tu giải thoát là cái pháp tu niệm Phật là chúng ta có thể làm được nè. Bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi, phải không? Pháp tu niệm Phật là mình có thể làm được. Tại ngoài pháp niệm Phật mình làm không được rồi. Đó. Rồi bây giờ mình biết niệm Phật, mình lại dẫn dắt cha mẹ mình đến chùa cho cha mẹ được ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Như bữa đó những đứa gặp vị trưởng đoàn đưa cha đến đây để cha được ở chùa. Cha xuất gia ở chùa là đúng, mẹ xuất gia ở chùa là đúng. Tương lai cha mẹ được ở trong chùa khi được hộ niệm, nhà chùa đưa tiễn lên tới đài hỏa táng, quý vị thấy ý nghĩa không? Quá ý nghĩa. Từ khi là cha mẹ mình không chịu vô chùa thì chuyện này thôi. Mình nhưng mình tạo điều kiện phương tiện cho cha mẹ gần gũi chùa, mình nêu những điều lợi ích. Thí dụ như có ngoài có báo hiếu cỡ nào thì cái đám của cha mẹ chỉ một cái phạm vi nào thôi. Nhưng ở trong chùa thì mở rộng, nhất là điểm chùa của mình ảnh hưởng. Cha mẹ mắc trong ngôi Tam Bảo, cái việc hộ niệm trong chùa cũng số lượng người đông đầy đủ, và việc làm trong chùa nó cũng thành một tổ chức quen. Quý vị ở ngoài đời mà lâu lâu quý vị làm một cái đám cho người mắc khó, quý vị đâu có làm đâu, nên quý vị lụp chụp. Nói mà nhà có người bệnh thôi, quý vị thấy lụp chụp. Khi mà có người chết chạy lăn xăng lăn xăng. Quý vị biết rằng có những ngôi chùa, đừng nói chỉ nhà, có những ngôi chùa mà có người mắc thôi là người ta không biết làm sao, lụp chụp lăn xăng. Tại vì người ta đâu có làm cái việc người chết, đâu có quen. Người ta nghĩ rằng người chết bây giờ phải trang trí thì sao, bài bố bàn thờ thì sao. Việc này là bên ngoài, nó không có quan trọng quá. Cái quan trọng quá là quý vị làm sao giúp cho linh thức người này, người ta có sự nương tựa để đưa tiễn người ta đến một cái quốc độ an vui. Này mới cái quan trọng, đúng không? Sao nhiều người ta đi đến chùa mình mà ta thấy các cụ mình mắc á, nhà chùa làm. Nhiều người ta nói câu này nhiều lắm, ta nói câu là chúng con mà được mắc ở trong chùa là chúng con thấy mãn nguyện. Mãn nguyện. Nhiều người ta nói câu này lắm mà. Dù biết rằng cái đám trong chùa mình nó rất đơn giản bình dị quý vị. Nhưng mà sự đơn giản bình dị đó phù hợp. Tại vì cuộc đời của người ta bây giờ người ta cực quá, người ta mới kiếm được cuộc sống. Mà mình đi làm một cái đám hình thức để tốn kém, một cái cách vô lý không cần thiết. Thà mình lấy cái sự tốn kém đó, mình đi cho người nghèo một miếng gạo, miếng cơm. Hoặc mình cho người ta cái máy nghe pháp, máy niệm Phật, nó còn ý nghĩa hơn nhiều. Bây giờ quý vị lấy cái sự tốn kém đó để bỏ phế. Ủa, ví dụ như hoa đó quý vị để đầy, đầy hết chứ. Rồi cuối cùng ngày hay ngày, quý vị đem cái đó quý vị bỏ vô thùng rác. Vì vì làm cho cái môi trường bị ảnh hưởng, rác đến dơ thêm. Công nhận không? Hay mình hãy bình tĩnh, mình ngồi, mình suy nghĩ để mình làm sao để mà được một chút, mình mót phước.
chứ đừng có phí phạm phước, thà cái gì bỏ vô bụng còn đặc biệt hơn là bỏ phế, hiểu không? Ví dụ như bây giờ một cái máy niệm Phật, một cái máy nghe pháp hay là một miếng gạo cho người ta đều là được lợi ích chứ, chứ đừng có tạo ra cái hình thức tùm lum, hoặc là mình tạo cái hình thức đó giống như là mình làm cái việc lớn lao cho ông bà cha mẹ mình, nó không đạt, nó không có đạt. Nhưng mà cái thật chắc khi quý vị niệm Phật, người ta đi ngang người ta cảm giác nó thanh tịnh, người ta cảm giác cái đám này nó an bình. Mà cái đám mà niệm Phật đó là con cháu nó ít khóc. Lạ thay, cái đám niệm Phật là con cháu ít bao giờ mà khóc lắm quý vị. Nhớ nghe. Tại vì sao? Cái câu Phật hiệu nó giải trừ sự khổ đau. Ở đây rõ ràng mà bây giờ chùa mình niệm Phật đó, ít bao giờ có chuyện mà người ta khóc lóc kêu gào. Con cháu đến nó la sao con khóc không được. Ở nhà mà lúc trước mẹ con chết ở nhà khóc quá trời. Mà từ khi ba mà ổng mắc ở trong chùa sao con khóc không được. Không phải là con không thương, nhưng mà lạ thay không có được. Tại vì câu Phật hiệu nó giải trừ sự khổ đau. Mà câu Phật hiệu có thể đưa tiễn người ta đi về thế phương cực lạc, đúng không? Đây là cái quan trọng. Nên quý vị nghĩ đi, cuộc đời con người đến với cõi này ai cũng có một thờ. Dù là người có tiếng tâm gì cũng một thờ. Cuộc đời như Đức đi tu, như Đức cũng đã gặp nhiều vị tăng nổi tiếng vô cùng. Vì biết đi đến đâu là người ta lại đến đó. Dù cái người thế gian có nổi tiếng cũng không bằng. Người tăng tu mà nếu mà nổi tiếng là người ta lại như Phật. Những Đức thấy rõ ràng trong đời như Đức đi tu, gặp một vị thầy là nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng, và chính bản thân người Đức gần gũi như Đức thấy, là đi đến đâu là người ta lại đến đó vậy đó. Coi như Phật vậy đó quý vị. Nổi tiếng đến mức như vậy đó. Kinh lắm. Mà khi người ta cúng dường là người ta quỳ xuống, người ta đưa tiền trên đầu người ta cúng. Thấy không? Tiếng tâm nổi đến mức như vậy. Nhưng cuộc đời con người quý vị, nó chỉ có một thờ. Nó chỉ có một thờ ngắn ngủi thôi, hiểu không? Nó đi qua một thờ rồi nó trở lại cho mình những cái dư âm đó để bản thân mình khổ. Tu sĩ hay ca sĩ cũng vậy. Nó chỉ có một thờ. Mà cái thờ tồn tại nhất của con người ta là mình gặp Phật Pháp. Quý vị coi, nếu như Đức Thích Ca Mâu Ni mà ngài làm vua thì lịch sử cũng sớm khép lại trang sử đó. Nhưng mà ngài do đi tu, ngài đem cái giáo pháp giải thoát ngài truyền xuống, nên nó mới mở rộng cái trang lịch sử của ngài tới bây giờ. Thấy rõ ràng không? Nó cuộc đời con người, quý vị biết rằng là bản thân mỗi người chúng ta phải nhận thức sâu sắc, để rồi mình thấy cái cuộc đời này nó hư danh lắm. Nó rất là hư danh. Không có gì tồn tại những cái thứ hư danh đó chứ. Nhưng mà con người chúng ta nó khổ về hư danh. Nó khổ về hư danh. Bây giờ nhà Đức giảng pháp, vị ngồi, vị quý thích, vị ngồi đông gì, gặp những Đức từ bên khu tăng bên ta qua tới bên đây, ta đợi mà từ con nít tới người lớn. Tại vì cái duyên những Đức dạy đi thêm lớp đạo làm con, nhưng Đức lại nghĩ nhiều việc cho con nít. Ví dụ những Đức đã nuôi người già là có duyên người già rồi. Nhưng Đức lại nghĩ đến các cô sùng sồn, các chú sùng sồn là có duyên với cái dạng sùng sồn, thấy không? Mà những Đức còn nghĩ tới những người có bầu, những Đức còn dạy người ta nữa là duyên với bà bầu. Rồi những Đức lại thương con nít, dạy lớp đạo làm con. Bởi vì nít nó thích những Đức, gặp những Đức là chạy theo ôm chân. Thì nghĩ đi, từ nơi những cái nhân duyên đặc biệt như vậy nên cuộc đời mình nó bị cái danh trong cuộc đời này nó áp đặt. Nếu như mình không thoát khỏi cái danh này, rồi một ngày nào mọi người tránh xa mình hết trơn, rồi mình nghĩ thì sao? Bản thân mình sẽ khổ sao? Nên cuộc đời con người học Phật Pháp hướng đến giải thoát, mỗi ngày nghĩ thế giới cực lạc, niệm A Di Đà Phật. Dù cuộc đời mình có danh tiếng cũng được, mất hết danh tiếng cũng được, chúng ta vẫn luôn luôn sống vì chính mình đặc biệt nhất, hiểu không? Đó. Nếu không thì mình cứ nghĩ cái hình thức mới giúp cho mình được vui, mà mất đi hình thức thì mình khổ đau. Cuộc đời con người để chỉ có một thờ, quý vị thấy rồi. Nếu như gặp một người tăng lo tu đạo giải thoát, dù người ta có tiếng tâm hay không có tiếng tâm ta không quan trọng, nhưng mà một con người đã không đặt vấn đề nặng nề đó thì tiếng tâm nó kéo hoài. Mình không có tạo phương tiện gì để tăng tiếng tâm, mình chỉ nghĩ gì người ta được lợi ích thì tiếng tâm nó kéo dài cả đời đến khi mình chết, chắc chắn quý vị luôn.
Còn thí dụ như mình đã có tiếng tâm rồi mà mình mắc tiếng, xong mình dùng đa dạng phương tiện để tăng tiếng tâm, thì quý vị chạy theo hư danh, cuộc đời quý vị tức khắc sẽ khổ đau, không nói chứ. Nên cuộc đời con người hạnh phúc nhất là gì? Chúng ta làm sao làm cái gì đó ý nghĩa cho con người ta, cảm thấy giúp cho người ta được vui là bản thân mình sẽ vui. Như những đức càng tu, những đức thấy rằng mình mở ra rất nhiều cái. Ngày xưa những đức đưa ra những cái nó khô cứng, ngày qua ngày những đức mở ra hết. Con người sống đó, giống như mình leo thang vậy. Bước lên một mắt thang thì kinh nghiệm được mắt, bước thì mắt thứ hai thì kinh nghiệm của mắt thứ hai. Nó càng bước lên cao thì mình càng kinh nghiệm. Nên nó không có dính chết một cái văn tự nào đó, mà hãy mở thông văn tự ra để làm sao cho người khác được lợi ích. Đây mới là cái quan trọng của người học đạo quý vị. Nó giống như tấm gương bị bụi phủ, mình lao một cái mình thấy hình mình trong đó nhỏ nhỏ, mình lao thêm cái mình thấy hình bự ra một chút, mình càng lao thì mình thấy hình mình càng bự. Thì sự giác ngộ của người tu càng ngày nó càng mở rộng, chứ không lẽ mình tu càng tu nó càng hẹp hòi. Mình tu làm sao mà tâm lượng mình càng mở rộng ra. Con người cái tâm lượng mở rộng ra thì tâm ích kỷ nhỏ mọn mình nó bị mất đi. Mà tâm hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn mất đi thì phước báo mình theo đó mà tăng trưởng, duyên cũng tăng trưởng, sự an lạc cũng phát huy lớn lên, đúng không? Đó. Nên ví dụ như hôm qua có những cô, các cô mà làm những chuyện bất chợt mình thấy cũng vui, kệ, người ta nhìn thấy cái cũng vui. Như hồi đó nhận đức cũng khô cứng lắm quý vị, cứ chấp nặng vào bản thân mình mà quên mất tiêu nghĩ người khác. Bây giờ thôi người ta vui mình cứ ngồi đó như thằng khừ cũng được, có sao đâu hả? À, miễn người ta vui là tốt rồi. Người ta vui thì những cái việc, cái việc mà của bản thân mình không quan niệm đến nhiều. Như vậy thì quý vị tu tập rất là đặc biệt an lạc. Nên những đức thường nói mấy anh em trong chùa, bất cứ cái việc gì trong cuộc đời này hãy duy trì nó, tự nhiên bản thân mình gặp sự cố gì nó cũng bình thường. Quý vị thấy không, có khi lễ lọc một ngày những đức giảng 4 bài pháp, có bài pháp nào đối với những đức là quá quan trọng đâu. Bài nào nó cũng là đặt vấn đề là phải lên nhiệt tình, vậy là đủ rồi. Cũng như chỉnh âm thanh cũng vậy, lâu lâu có ca sĩ hát cũng đừng nên đặt vấn đề quá. Sáng chỉnh mà tới 8 giờ chưa xong. Quan trọng quá làm gì, chúng ta ngày nào cũng là ngày bình thường, ngày nào cũng là ngày nhiệt tình đi, thì cái việc của mình làm nó đạt vấn đề cao lắm. Nó cao dữ lắm. Tại vì mình không có bị áp lực. Con người khi mình áp lực một cái gì mình sẽ hoàn toàn dở lại. Thí dụ như những đứa thấy có khi lễ bên kia mà buổi sáng đã qua đây cái lượng người 3-4 ngàn người là bình thường. Sáng ngủ tới sáng bật âm thanh lên những đứa giảng cũng giảng ầm ầm. Vậy mà nghe chương trình gì cái là lo cứ alo, alo, alo làm hoài vậy đó. Đó là mình bị áp lực. Tại sao mình không duy trì bình thường đi? Tôi có buổi giảng nào mà tôi đặt vấn đề là bữa nay là lễ gì đó, với quan âm gì đó lớn lao đó, vài chục ngàn người, không có. Ngày nào tôi cũng duy trì như vậy đó. À, tôi giảng là tôi lên giảng là mầm 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 tôi giảng vậy đó, tôi cứ hoạt bát tự nhiên. Cả ca sĩ cũng vậy, bất cứ chương trình lớn cỡ nào mình lên mình cũng tự nhiên. Mình cũng là người hoạt bát tự nhiên thì mình trước công chúng mình là người đạt. Không nói vòng vo chứ, đạt. Bây giờ mình đứng trước một người mình già mình hát mình cũng hát nhiệt tình, chứ không phải là trước người mình bê tha. Vậy thì trước 10.000 người mình cũng là một như một người. Vậy thì quá đỉnh luôn. Hãy nhớ chỗ này. Nên những đứa nói hướng dẫn các anh em trong chùa mấy ổng không để ý. Trời ơi, mình thành công được là từ cái đơn giản. Vì ngày xưa những đức bắt tay vào phát triển đạo tràng là những đức đã tham khảo hết các chùa rồi. Toàn là những đức nhìn những ngôi chùa nổi tiếng, chùa nổi tiếng và chùa không phát triển được. Chùa không phát triển được vì sao? Chùa nổi tiếng được là họ điểm nào để nổi tiếng? Những đức thấy đa phần người ta đều là hình thức rất là cao. Những đức nhìn lại mình vừa nghèo vừa xấu, vừa không có tiếng tâm gì, vừa hô, mọi mặt mình thua người ta hết trơn. Vậy thì cuối cùng bây giờ làm sao mình phát triển đạo tràng đây? Nhưng mà những đức lại nhìn ra là ít ai mà hướng dẫn tu chuyên tu, ít ai đi vào trọng tâm để cho Phật tử được có phương pháp tu. Nên cuối cùng những đức quyết chí đơn giản bình dị nhưng có một phương pháp tu chuẩn.
Thấy chưa? Nên những đứa thành công là do nó có một cái gì lạ đặc biệt. Quý vị thấy không? Ca sĩ tu sĩ ai mà không biết cách làm cái lạ. Lâu lâu có những người ta làm một cái gì đó lạ để mà gọi là giống như cái việc lạ để cho người ta chú ý, đúng không? Còn mình làm cái việc lạ là lạ gì? Lạ chuyên tu, chuyên niệm Phật, thấy không? Rồi giảng là giảng thật, giảng thiệt, giảng rõ ràng. Rồi giảng văn tự không trao chuốt, vì người ta đa phần trao chuốt. Mình trao chuốt theo mình không lỡ người ta mà bị người ta cười mình. Thì mình đâu có văn tự trao chuốt, mình không có học bị. Sao mình giảng những cái văn tự mà trao chuốt như người ta được? Nên mình phải giảng thẳng, giảng lúa, giảng ngang ngược, mình mới thành công. Mình phải nghĩ ra như vậy thì mình mới thành công được. Mà quý vị thấy rõ ràng những đức thành công không? Thành công rực rỡ không? Đó. Mà ngày nào cũng giảng pháp cho quý vị nghe. Ngày nào cũng giảng 2-3 bài giảng, 2-3 bài giảng. Ngày nào cũng giảng. Mà quý vị được lợi ích lớn quá trời luôn, đúng không? Đó. Đó. Nên á, cái thành công của con người là mình duy trì, mình duy trì một cái mức đó, lâu lâu nó chỉ tăng lên chút thôi. Tuyệt đối đừng cho nó tăng cao quá. Nó chỉ tăng một chút thôi trong phạm vi quản lý của mình. Sự phát triển nhưng nằm trong phạm vi quản lý. Vậy thì nó không vượt qua khỏi tầm tay của mình. Thì sự thành công đó nó mới thật sự tồn tại. Còn thành công mà vượt tầm quản lý thì thất bại. Thất bại liền đó quý vị. Đó. Nên những đức nói các anh em trong chùa hay các cô trong chùa, công việc cứ duy trì, luôn luôn duy trì bình tĩnh. Bình tĩnh là sự thành công. Cái này là 100%. Mà muốn làm được điều đó mình phải niệm Phật, mình phải siêng năng niệm Phật, thấy không? Nên những đức nói rằng là báo ơn cho thầy, báo ơn cho cha mẹ không dễ đâu. Quý vị coi bây giờ cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra trong cuộc đời này. Như bản thân những đức, bây giờ khỏi van nói người khác đi, riêng bản thân những đức nè, tới năm 29 tuổi những đức mới gặp Phật pháp. Những đức mất mẹ 5-6-7 tuổi. Cuộc đời mình bươi chải kiếm cuộc sống, làm đủ chuyện để kiếm cuộc sống. Khổ chứ, cũng cực chứ, nhưng mà nó giúp cho mình trưởng thành. Tại vì một con người mất mẹ, quý vị thấy đứa còn nhỏ luôn luôn nó đeo theo mẹ, ít đeo theo cha, đeo theo mẹ nhiều. Nhưng khi mẹ mất rồi, bản thân mình phải phát huy chính bản thân mình, mỗi cái phải tự phát huy. Như hồi xưa dưới quê mà nhiều đứa nhỏ nhỏ dưới quê, khi nó còn mẹ nó bận cái quần đùi nó bị rách, mẹ nó vẫn may cho nó. Còn bản thân mình khi mất mẹ rồi, mình phải lẹo cái quần của mình lại để mình bận. Từ nơi đó mà lẹo giết rồi may được luôn. Anh nhớ, giúp cho mình phát huy quý vị à. Rồi cuộc đời nó cứ ngày qua ngày, mình từ từ cũng lớn lên, rồi thấy rằng quê hương khổ quá. Gia đình có 10 công đắc cứ như vậy mà làm, cả gia đình anh em trong nhà làm chung, như vậy mà nhà vẫn không phát triển, vẫn nghèo. Vậy thì nếu mình ở lại nhà này, vậy là mình cũng nghèo nữa. Nhưng Đức lại nghĩ ra như vậy. Nhưng Đức nói thôi, mình chọn phương hướng khác của cuộc đời mình, chọn cái phương hướng khác. Nên năm 17-18 tuổi, Nhân Đức xa gia đình, Nhân Đức lên thành phố. Lên thành phố thì tiếp tục làm. Sau này Nhân Đức có tiền được chút, bắt đầu Nhân Đức hư. Thì tính ra thành phố mười mấy năm, thì 2 năm đầu Nhân Đức còn ngoan, là 2 năm đầu chưa biết gì. Quý vị hãy đi tìm hiểu đi, đa phần những người lên thành thị 1-2 năm đầu người ta còn ngoan lắm, làm tuy là lương ít nhưng vẫn còn gỡ tiền về cho cha mẹ. Nhưng khi khoảng năm thứ 3 là tự nhiên làm lương nhiều nhưng không gỡ tiền về. Tại vì sao? Biết ăn chơi, biết xài tiền. Đây là xác thực bản thân Nhân Đức nè. Ngày xưa Nhân Đức mới đi lên thành phố, đầu tiên Nhân Đức làm lương tháng có 400-500 ngàn. Vậy mà Nhân Đức gỡ gì cho ba Nhân Đức? Tháng 300. Thì nghĩ sao? Không biết đi đâu chứ nha. Vậy mà khi mà Nhân Đức làm lương nhiều lên thì Nhân Đức không gỡ một cắt luôn, xài hết trơn. Thì bắt đầu là tính là Nhân Đức cũng hư 9-10 năm trên thành phố, hư hỏng ăn chơi đủ chuyện. Thì bây giờ cha mẹ mình cho mình cái thân đó, quý vị thấy mình lao theo cái cuộc sống kim tiền, mình hư đó, thấy chưa? Nếu như Nhân Đức mà không gặp Phật pháp, không gặp thầy dạy, làm gì có ngày hôm nay. Nên Phật khiêm nhường. Phật nêu lên đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu, vì cái khởi đầu là có bản thân này.
Nhưng nói rõ ra của người học đạo mà hiểu đó. Nếu như có thân này mà không có đạo thì cuộc đời quý vị tạo nghiệp đi, đi đọa càng sâu. Hãy nhớ cho kỹ đó. Tại vì Phật là bậc giác ngộ nên Phật mới dạy mình ơn cha mẹ. Chứ nếu như quý vị là người nhận thức sâu sắc, đổi ngược lại là ơn thầy. Huệ mạng quan trọng hơn. Cái huệ mạng nó cực kỳ quan trọng hơn. Vì chính bản thân nhân đức khi cha mẹ sinh mình, nuôi mình khôn lớn, cha mẹ mình có thể dạy mình nói vài câu trong cuộc đời, nhưng cha mẹ mình đâu có dạy mình cái đạo để sống mà giải thoát cuộc đời gì đâu. Toàn là mình có thể lao đi tạo nghiệp không mà quý vị à. Mình có thể hơn thua tranh giành đấu đá đủ chuyện, nhưng mà thật sự công ơn cha mẹ thì cũng không nhỏ. Quý vị bây giờ làm cha làm mẹ, quý vị thấy rằng bất cứ một cái gì trong cuộc đời này, quý vị cũng nghĩ về con quý vị là điểm cao nhất. Mong cho con mình hạnh phúc, mong cho con mình được vui, mọi mặt đều nghĩ cho con. Dù quý vị chưa giác ngộ gì hết, nhưng đối với con quý vị lại là người đại giác ngộ. Chỉ có con quý vị thôi, chứ với người ta quý vị không có như vậy. Quý vị chỉ vì con mình mà quý vị là đại giác ngộ. Dù quý vị có khổ cực cỡ nào, bị gian nan cỡ nào, vì cũng nghĩ cho con quý vị được hạnh phúc. Đâu, công nhận không? Ai đụng tới con mình, ai làm con mình đau đớn, thì tức khắc chúng ta mặc kệ đúng sai, con tôi là số một, không có được làm con tôi như vậy. Ai nói xấu con mình là không được. Nên đi kinh nghiệm học tập, những đứa không bao giờ muốn la con của họ khi mình dạy. Vì mình biết rằng động tới con người ta sẽ không đồng tình. Nên trước nhất mình cứ dạy cho đàng hoàng. Nên lớp đạo làm con càng ngày quý vị thấy, những đứa có bao giờ mà la trẻ em không? Không có bao giờ muốn la nữa. Tại vì từng lễ các cháu đến có một lần, la các cháu làm sao dám đến chùa. Thà cho các cháu được một chút lợi ích còn hơn. Đây là học càng lâu càng có kinh nghiệm. Cái lớp đạo làm con chúng ta tính ra cũng 6-7 năm mà vẫn đó. 6-7 năm duy trì rồi còn gì. Nó quý những đức nên nít cho xíu xíu, nó ngồi nó nghe những đức giảng nó vỗ tay nè. Chứ nít mà quý vị coi ở bên kia nó ngồi nheo nhóc nít bên đó vì nó thích mình. Rồi lây quay tới Trung Thu, những đức tổ chức cho các cháu, những đức đặt 10.000 cái đèn Trung Thu rồi đó. Mà Trung Thu kỳ này mình tổ chức là cho ông bà, cha mẹ và các cháu luôn. Vì những đức nghĩ rằng mình chỉ nghĩ gì con nít vậy, cha mẹ già, ông bà già để ở đâu? Không lẽ quý vị, những đức hỏi quý vị, người già không biết vui hả? Quý vị biết vui không? Ai mà không biết vui? Nhưng mà mình không chịu tạo điều kiện cho con người ta vui. Tại sao chùa mình ai về cũng tung tăng, ai về cũng vui? Có những cô năm mấy tuổi mà như con gái 17. Vì sao? Vì mình tạo điều kiện và cho người ta cơ hội được vui. Còn ngoài thế gian là quý vị bị áp đặt. Mình vừa vui một cái thì chờm sớm nói dục cái thứ đàn bà gì không nít na. Già cái đầu rồi mà còn cười giỡn, nhảy tưng tưng. Trong khi bản thân mình rất mong muốn được như vậy mà bị người ta áp đặt mình, và bị cái lời của thế gian áp đặt mà làm cho mình không có niềm vui. Con người mà không có niềm vui thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì? Không có niềm vui cuộc đời này có ý nghĩa gì quý vị? Khi quý vị vui thì tâm lượng mới mở rộng. Khi quý vị vui á thì quý vị mới làm vợ tốt. Khi quý vị vui quý vị mới làm mẹ tốt. Khi quý vị vui thì tâm lượng mới mở rộng ra. Còn khi quý vị không vui là con người quý vị nó sẽ cục bộ, nó hẹp hòi lại liền, không nói gì chứ. Đó. Nó rõ ràng luôn. Đây là mình học Phật mình thấy rõ nè. Lâu lâu mà những đức bực bội đi chùa mà xin những đức cái gì nữa, nó không, không được cái gì chứ nha. Còn khi những đức mà vui, được, được, gì cũng được chứ nha. Phải không? Nhìn ra rõ ràng. Vì sao Phật tử người ta đi đến chùa mình mà ta mở rộng tâm tư người ta? Nên Phật tử mà về chùa mình giết người ta làm ăn được là do cái gì? Tâm người ta mở rộng. Nói thiệt chứ, chùa mình đa phần Phật tử người ta đều vui và làm ăn tương đối không có tệ. Người nào cũng vui vẻ, không có tệ. Nhớ. Đó là cái điểm gì? Mở rộng tâm lượng. Hiểu không? Quý vị thấy cái ơn thầy dạy lớn không? Đó. Rồi ơn cha mẹ lớn không? Quá lớn với chúng ta luôn chứ.
ơn cha mẹ, ơn thầy cực kỳ lớn. Nên trong tháng 7 này chúng ta nhiệt tình, chúng ta tu tập làm sao để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Đó. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật 3 ngày chúng ta tổ chức Vu Lan. Đây là cơ hội cho quý vị để báo hiếu cho cha mẹ của mình. Quý vị thấy có nơi nào người ta tổ chức cho quý vị mà nguyên một ngày, nguyên ngày không? Chứ đừng nói chi 3 ngày. Có nơi nào tổ chức cho quý vị giảng pháp 4 thời quý vị nghe không? Một ngày thôi không có nữa đúng không? Còn đây nhà Đức tổ chức cho quý vị là 3 ngày mà giảng pháp 12 buổi. Có niệm Phật, có tu, rồi nhà Đức đem cái cuốn kinh Du Lan này nhà Đức giảng cho quý vị nghe. Trong 3 ngày chích những công đoạn trong kinh Du Lan giảng cho quý vị nghe. Nên từ nơi đó mỗi một con người mình cảm nhận được cái tình thâm ăn nghĩa đối với cha mẹ của mình. Rồi bản thân mình mới cố gắng mình tu tập. Tại vì mình giảng sanh thì cực lạc, mình mới báo ơn cho cha mẹ, báo ơn cho thầy. Cả hương linh thai nhi, cả quan gia trái chủ, bây giờ muốn báo ơn cho cha mẹ thì phải buông xuống cái tâm hận thù, để mà nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Về cực lạc thì mới báo ơn được. Bây giờ mang tâm báo thù vậy là hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, rồi quan gia trái chủ quý vị cứ đời đời cứ kiếp đỏ hoài, vậy thì cha mẹ ông bà bị đỏ hoài. Quý vị phải nhớ rằng cái sự dây giao kết là chúng ta. Bây giờ đoạn đường của ông bà cha mẹ mình đi nguyên đoạn đường dài, đi đoạn đường toàn là đá sỏi trong gai. Tới đoạn đường của mình là đoạn đường giao kết nè, thì tới đoạn đường mình nó phải bằng phẳng đi về cực lạc Tây Phương. Vậy thì cái sợi dây giao kết của ông bà cha mẹ mình tiếp nối theo. Tại vì mình tới đời mình đi về cực lạc thì ông bà cha mẹ mình phải đi về cực lạc chứ sao. Nên cái sự báo hiếu là quý vị đời này phải giải thoát, mà phải chọn một pháp tu mà mình tu được để giải thoát. Một pháp tu mà mình chọn là ai chọn cho mình? Đức Thích Ca Mâu Ni chọn cho mình. Vì nghĩ đi, vậy thì mình tu tịnh độ mình còn lo ngại gì nữa, mà nó phù hợp vô cùng. Đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật được, chỗ nào mình cũng niệm Phật được. Nó tiện lợi cho mình để nhớ Phật, để nhớ Tây Phương Cực Lạc. Còn ngoài niệm Phật thì đâu phải chỗ nào quý vị cũng mà tụng kinh trì chú được đâu, phải không? Đó. Nên pháp môn tịnh độ này gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tề thấu, căn tính nào cũng lọt vào tịnh độ. Nhất là hạ căn hạ chí của mình nè, nó càng đi sâu vào tịnh độ. Nhưng quý vị nhớ, người mà tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là bậc thượng căn vãng sanh đó. À, vì sao nói câu này? Vì bổ nguyện Di Đà là câu Phật hiệu. Quý vị nương vào câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc là thượng căn vãng sanh. Nhớ, cái người muôn kinh giảng luận để niệm Phật cầu sanh cực lạc là bậc trung căn giảng sanh. Bậc thông tông thông giáo, thấy không? Triệt ngộ mà niệm Phật thì bậc thượng căn giảng sanh. Còn quý vị trong thời mạt pháp này mà một câu Phật hiệu mà tín nguyện kiên cố đi niệm Phật giảng sanh là bậc thượng thượng giảng sanh. Tại vì bổ nguyện Di Đà là câu Phật hiệu. Bổ nguyện Di Đà là câu Phật hiệu. Quý vị lại buông ra tất cả vì chỉ nắm một câu Phật hiệu. Mà một câu Phật hiệu này á, mà chư tổ sư nói rằng là để lên bằng căn á, 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp vào một câu Phật hiệu thì tự nhiên căn lên bằng. Vậy thì quý vị đã thông hết tất cả kinh giáo mà Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp rồi, quý vị mới niệm A Di Đà Phật. Mà cái thông này của quý vị là thông hồ nào? Của vô lượng kiếp thông rồi. Nên nó trải dài tới bây giờ rồi quý vị mới gấp tinh độ và tinh kiên cố. Đó. Bây giờ mỗi người chúng ta nên gầy dựng lòng tin này đi. Gầy dựng ngay câu Phật hiệu mà niệm đi. Cấm cái tâm ngay câu Phật hiệu này mà niệm đi. Chân thật mà niệm đi. Đó. Nên mình báo ơn cho thầy, báo ơn cho cha mẹ bằng cách là đời này mình phải giảng sanh. Đời này phải giảng sanh thì cực lạc có báo ơn được. Không giảng sanh thì khỏi nói dòng do tam quốc gì mà công mệt đi. Hiểu không? Nên mỗi người chúng ta thầy trò gì cũng cố gắng. Ai cũng cố gắng. Hồi nãy những Đức ghi câu nè.
Người vui vẻ niệm Phật là người hưởng phước báo của Phật. Rõ ràng. Cái thế giới cực lạc an lạc vui như vậy mà bị niệm Phật ở cõi này vì đã hưởng phước báo của Phật. Tại vì Phật lấy cái phước báo tu đã thành của Ngài để làm nhân địa tu cho mình. Phải không? Nên cái người niệm Phật đời này vì đã hưởng phước báo của Phật. Những đức nói như chùa mình phải hưởng phước báo của Phật không? Đông người, một ngày 2.000 người, hơn 2.000 người ở. Trong khi cái cuộc sống bây giờ quý vị thấy rõ ràng, chỉ có hai vợ chồng một đứa con mà mình đã khó khăn vất vả. Vậy mà mỗi ngày bao nhiêu ngàn người ở trong chùa, làm bao nhiêu chương trình. Mà quý vị thấy chùa mình lúc nào cũng đủ. Đúng không? Lúc nào cũng đủ hết trơn. Như vậy thì người niệm Phật là mình đang hưởng phước báo của Phật. Mà hưởng phước báo của Phật thì quý vị hãy nói cái câu đủ đi. Đủ là quá tuyệt rồi, đúng không? Đa bằng con người ta nếu không biết đủ thì nói là không đủ, còn mình lại nói đủ. Quá tuyệt, đủ. Đúng không? Đó. Rồi thêm một câu nãy như Đức viết nè. Thành đạt sự nghiệp mà khổ đau không bằng đơn giản mà hạnh phúc. Phải không? Có rất nhiều người trong cuộc đời này họ chạy theo sự nghiệp thành đạt, nhưng họ lại khổ đau. Vì khổ đau mà có sự nghiệp, vì có sự nghiệp để làm gì? Có sự nghiệp để làm gì mà khổ đau? Mà khổ đau thì có sự nghiệp có ý nghĩa gì đâu? Quý vị có làm vua đi chăng nữa nhưng mà bị khổ thì cũng không muốn làm vua, đúng không? Đó. Mình đạt đến sự nghiệp mà mình khổ đau, còn thua cái người đơn giản mà hạnh phúc. Quý vị sống đơn giản mà hạnh phúc còn ngon. Bây giờ quý vị không có tiếng tâm gì hết trơn mà vì hạnh phúc còn hơn cái người tiếng tâm mà khổ đau, đúng không? Bây giờ nhà Đức nói với vị nghe, vị quan sát một chút thôi. Cái người giàu thiệt là giàu đi, mướn vệ sĩ 4-5 người bảo vệ. Bảo vệ quý vị nói ngon lắm hả? Quý vị ham cho người ta bảo vệ quý vị không? Quý vị coi những bộ phim mà thí dụ như công chúa. Công chúa đi đến đâu cũng có người hầu bao vây đi theo công chúa kia. Mày đi về cho tao, mày để cho tao được cái yên. Sao tao đi đâu mày cũng đi theo hết trơn nhỉ? Quý vị thấy chưa? Còn bây giờ mình là người dân thường, người tầm thường. Quý vị muốn đi đâu quý vị đi, quý vị muốn ngồi đâu quý vị ngồi, quý vị ăn đâu quý vị ăn, ai để ý tới quý vị? Quá tự tại. Hiểu không? Cái tự tại này mà không chịu hưởng đâu, đi lao theo cái sự khổ đau. Nên mỗi lần mà những đức đi mà mấy anh em mà mấy ông đi theo, những đức nói kệ tôi, đi đâu kệ tôi. Trời ơi, mình là người tầm thường mà có gì đâu quan tâm tới. Hiểu không? Sống tự tại vô cùng. Vì thấy bên kia những đức qua đây giảng, có ai đi theo không? Đi bình thường, đi sẹt vậy đó. Có người đưa tay thì đức nói à bắt tay. Sao đâu, người ta vui mình cũng thấy vui, có gì đâu. Mình cứ nghĩ người ta vui mình cũng cảm thấy vui. Có những người như đi ngang, ta lấy tay vuốt cái người nói ai vậy đào vợ. Cái gì đâu. Mình không có quan niệm những việc khác cao xa quá. Mình hãy sống làm con người đơn giản đi quý vị. Đó. Nên dù tu sĩ hay ca sĩ gì cũng vậy, chúng ta chỉ cần sống cuộc đời hạnh phúc thì đó là ý nghĩa lớn nhất của đời người. Đúng không? Đó. Nên mỗi một người chúng ta có thể gây dựng được phước duyên mà tu hành giải thoát hưởng cái phước của Phật, thì quý vị cứ nghĩ đi, cả đời quý vị sống tới chết luôn vẫn còn phước báo. Chết luôn vẫn còn phước báo. Nên bắt đầu ngày mai thứ hai, thứ ba, thứ tư là những đức tổ chức du lan cho các cụ thường trụ trong chùa. Ví dụ như nhà gần có cha mẹ thì lấy xe Honda chở cha mẹ đến chùa thì dự với các cụ cho vui thì cũng được đi. Chứ không có nhất thiết quý vị phải dẫn đoàn gì đi tùm lum. Ví dụ như vài ba người cha mẹ của mình để cho kết duyên với các cụ thường trụ trong chùa, có những buổi nói chuyện mà duyên các cụ trong chùa thường trụ, có khi cha mẹ mình thấy đó mà thích. Thấy các cụ trong chùa mà được gì cha mẹ thích, nên tự nhiên biết đâu độ cha mẹ. Thì mình dẫn cha mẹ đến ngồi chơi,
Nó, ví dụ như gần gần tiện lỡ. Thứ hai là bên chùa mớ, thì tất cả con cháu của các cụ bên chùa mớ, con cháu của các cụ bên chùa mớ thì cứ đến để mình chúc ông bà cha mẹ mình một lời chúc cũng cảm thấy vui lòng. Thứ ba bên hộ pháp, thì con cháu bên hộ pháp mà có cha mẹ ở đây nè thì mình đến. Còn các cô mà thấy mà có mẹ cha gì mình dẫn đến được, mình dẫn dự chung thì cũng không sao, hiểu không? Chương trình đó chương trình của riêng đại chúng chùa. Rồi thứ tư thì bên đại tùng lâm, các cụ bên đại tùng lâm, những đức làm gì đó, thì khi những đức tổ chức 3 ngày lễ vía Du Lan thì đại chúng toàn tâm toàn ý lo việc cho chùa tròn vẹn hết trơn luôn rồi. Tại vì sao? Tại vì mình đã lo cho người bên cạnh mình trước người ta rồi. Chứ nếu như bây giờ cái gì mình cũng lo công chúng bên ngoài, mình bỏ bê các cụ, các cụ có buồn lòng đó. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể Phật tử khắp nơi nơi và ở đây, và tất cả người trong chùa mình ai cũng là người tín nguyện cả đời niệm Phật, dù gặp sự trở ngại gì, hoặc là đời mình đã từng tạo nghiệp chướng nặng nề gì, làm điều sai quấy gì, nhưng hôm nay chúng ta gặp Phật Pháp, Phật nói là quay đầu là bờ. Gặp Phật Pháp là chúng ta có cơ hội quay đầu. Nên từ nơi đó mà mỗi người nên niệm Phật, tín nguyện kiên cố để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc nha. Ai về đạo Phật à, chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật cộng tu quý Phật tử về rất là đông, nhất là dịp tháng 7 này. Bữa nay tính ra gần 4.000 người quý vị. Quá đông. Nhân đức bữa nay nghĩ rằng là ra 3.000 phần gạo là chắc chắn là không thể nào thiếu được. Cuối cùng thiếu. Không, rõ ràng cái cõi này nó thiếu quý vị à. Cái cõi này không bao giờ nó dư. Đúng không? Thì chúng ta muốn dư là phải về Cực Lạc thôi. Nên là mong những người mà lỡ thiếu mà không có gạo đó, thì Nhân đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị ở nhà quý vị gạo, kho gạo đầy. Vậy được à. Tặng phần gạo này thì cũng mong cho quý vị cái lưu gạo đầy. Thì thôi giờ Nhân đức nói một câu vậy thì cũng như nhận gạo rồi đó nghe. Rồi A Di Đà Phật. Nên là cái công đức mà mình về đây tu thù thắng lắm. Nghe pháp rồi nó cởi mở tâm tư niệm Phật. Rồi giờ chúng ta cũng đi thực phóng sanh. Đem cái công đức này nguyện cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ ngày xây chùa mà mình mới có chỗ mình về đây mình tu. Nên hồi hướng cho Hòa Thượng, nguyện Hòa Thượng có sức khỏe. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đại chúng nha, hiện tại ở đây. Và quý Phật tử khắp nơi nơi đều được thừa hưởng những cái công đức này. Và gia quyến quý vị cũng hưởng được cái công đức này mà phát tâm niệm Phật, biết tu hành để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức, chết bị xe đụng hay treo cổ tự tử hay uống thuốc sâu gì đó, chết những cái chết không được tốt. Chúng ta nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chư hương linh và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới để được thừa hưởng những công đức này và phát bồ đề tâm, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí nhờ cung thử thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiệt ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đang ngộ tình chung ngã kim tí nhờ cung thử thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiệt ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo.
nhớ đắng cô hồn chung á, ngã kim tí nhự cung thử thực biến thẩm vương nhất tiết cô hồn cộng nguyện về tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo án một lũng lăng ta bà ha án một lũng lăng ta bà ha ta bà ha án ngã ngà nắng tam bà vạ việt nhật ra hồng án ngã ngà nắng tam bà vạ việt nhật ra hồng tam bà pha việt nhật ra hồng gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát cô hồn ơi hương linh ơi chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi thập nhị loại cô hồn ơi ngũ vị vô danh danh vô vị ơi thai nhi vì nghiệp phá thai ơi ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vạn sanh từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc đại từ đại bi a di đà phật 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 ở bị nán lên chút chúng ta phóng sanh chút tí rồi xong nghe những người đi thập tự này kia mình đi đến đây ngay đạo tràng niệm Phật gặp ngay cái chương trình phóng sanh cúng lý thực những hương linh của quyền thất tổ ông bà cha mẹ mình hoặc là những thai nhi bị nghiệp phá thai người ta cũng được nương vào đây nè, người ta hưởng tài thọ thực, người ta mừng lắm. Rồi chúng ta phóng sanh cái nữa, cái công đức phóng sanh giúp cho quý vị bình an nghe. Mọi người được vui vẻ an lạc, giống như mình ở tù mà ai thả mình mừng lắm. Thì mấy con chim này giống như nó đang ở tù mà mình thả nó mừng lắm. Đây là tu hạnh vô ý thí nên giúp cho quý vị sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Nên những đức đọc tam quy y xong rồi chúng ta niệm Phật thả chim. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật hoan hỷ vui vẻ vỗ tay để thả chim nha. A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật. A di đà Phật, 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 A di đà Phật. A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật. A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Rồi mời quý vị qua bên đây ấy cơm ăn. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật. Rồi chào quý vị.